Kính thưa quý vị, thông tin một vị hiệu trưởng trường tiểu học ở tỉnh Quảng Bình cầm cố sổ đỏ của nhà trường với số tiền 200 triệu đồng hiện đang xôn xao dư luận những ngày qua. Cụ thể thì vị hiệu trưởng trong tin đồn này là ông Mai Thanh Huyền, hiệu trưởng trường tiểu học số 2 Châu Hóa, xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình. Phóng viên báo Thanh Niên đã chủ động liên lạc với ông Huyền để tìm hiểu về vụ việc. Theo thông tin lan truyền trên mạng xã hội, thì tháng 4 năm 2022, ông Mai Thanh Huyền, hiệu trưởng trường tiểu học số 2 Châu Hóa, sẽ phải thanh toán 500 triệu đồng cả vốn lẫn lãi cho chủ nợ để lấy sổ đỏ về. Tiếp đó, Ủy ban Nhân dân xã Châu Hóa đã vờ mượn sổ đỏ của trường tiểu học số 2 Châu Hóa để làm quy hoạch, nhưng thực tế là nhằm tránh để ông Huyền mang đi cầm lần nữa. Vào trưa 27 tháng 4, trao đổi với phóng viên Thanh Niên, ông Mai Thanh Huyền đã phủ nhận thông tin mình mang sổ đỏ của nhà trường đi cầm cố để vay tiền mà dư luận xôn xao. Theo ông Huyền, ông có vay mượn một người bạn ở thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình một số tiền để dùng vào việc riêng và không hiểu vì sao lại có luồng thông tin bất lợi như dư luận nêu ra ở phía mình. Ông Huyền nhiều lần khẳng định với phóng viên báo Thanh Niên về việc cuốn sổ đỏ của nhà trường suốt thời gian qua vẫn luôn nằm ở tại trường. Liên quan đến thông tin, Ủy ban Nhân dân xã Châu Hóa mượn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của trường tiểu học số 2 Châu Hóa, ông Huyền xác nhận là có và việc đó đã xảy ra cách đây 2 tuần. Theo ông Huyền, thì phía xã đã mượn sổ đỏ để xác minh, đo đạc và quy hoạch lại khu vực đất của địa phương. Đến sáng 27 tháng 4, phía xã Châu Hóa đã trả sổ đỏ lại cho nhà trường. Kính thưa quý vị, liên quan đến vụ việc, ông Huyền cũng cho biết sáng 27 tháng 4, ông đã có buổi làm việc với lực lượng an ninh của Công an huyện Tuyên Hóa và Ủy ban Nhân dân xã Châu Hóa. Theo ông Huyền, tại cuộc làm việc này, ông phủ nhận việc mình mang sổ đỏ đi cầm và đề nghị cơ quan chức năng lấy lại uy tín cho mình. Trong khi đó, ông Phan Thanh Hường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Châu Hóa cũng khẳng định địa phương không biết về những thông tin ồn ào của ông Huyền. Theo lãnh đạo xã, thì sổ đỏ của trường không thuộc quản lý của xã. Phía nhà trường làm gì với sổ đỏ thì xã cũng không quản. Ngoài ra, phía lãnh đạo xã khẳng định là khi xã mượn sổ đỏ để đo đạc lại đất đai thì ông Huyền vẫn có sổ để đưa cho xã. Trao đổi thêm với báo Thanh Niên, ông Phan Thanh Hường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Châu Hóa cũng phủ nhận thông tin xã Châu Hóa mượn sổ đỏ của trường tiểu học số 2 Châu Hóa để tránh việc ông Mai Thanh Huyền đưa sổ đỏ đi cầm cố lần nữa. Kính thưa quý vị, ở diễn biến mới nhất thì trong chiều 27 tháng 4 năm 2022, trao đổi với phóng viên báo Thanh Niên, ông Nguyễn Hoài Nam, Bí thư Huyện ủy Tuyên Hóa cho biết đã nghe cấp dưới báo cáo có một tờ đơn tố giác ông Huyền gửi lên Phòng Giáo dục và Đào tạo và Công an huyện Tuyên Hóa có nội dung tương tự dư luận xôn xao. Dù tờ đơn này không gửi cho Huyện ủy và Ủy ban Nhân dân huyện, nhưng vừa rồi Thường trực Huyện ủy đã hội ý thống nhất giao Ủy ban Nhân dân huyện kiểm tra, làm rõ, giao Công an huyện kiểm tra thông tin tố giác. Hiện nay, công tác xác minh đang triển khai. Do chưa có kết quả cụ thể nên chưa thể trả lời có hay không việc ông Huyền mang sổ đỏ đi cầm cố. Để theo dõi những thông tin liên quan và cập nhật những tin tức mới nhất, mời quý vị truy cập vào báo Thanh Niên theo địa chỉ thanhniên.vn để biết thêm chi tiết.